bốc cơ chứ. Như thế này sẽ rất mất vệ sinh. Anh phải làm gì thì em mới quay về bên anh. Chính bản thân em cũng không thể quên được chuyện tình cảm của chúng mình. Em có thể cho anh một cơ hội cuối cùng được không? Hôm nay em thật rạng rỡ. Tranh thủ anh muốn khoác tay em một lúc nữa.